Ấn Độ đang trải qua một trong những đợt nắng nóng gay gắt nhất trong lịch sử, với nhiệt độ duy trì ở mức cao trong những ngày qua tại nhiều khu vực trong cả nước. Theo truyền thông Ấn Độ, ít nhất 2 người đã chết nghi do say nắng ở bang Kerala, miền Nam Ấn Độ, khi nhiệt độ nước này tăng lên 41,9 độ C, cao hơn gần 5,5 độ C so với bình thường. Các nhà khoa học cho biết, biến đổi khí hậu đang góp phần gây ra những đợt nắng nóng thường xuyên hơn, nghiêm trọng hơn và kéo dài hơn trong những tháng hè. Nhiệt độ trên khắp bang Kerala ở cực Nam Ấn Độ được dự đoán sẽ cao hơn bình thường, khiến chính quyền phải đưa ra cảnh báo yêu cầu người dân đề phòng nắng nóng như ở trong nhà. Tính đến thời điểm hiện tại, chúng tôi đã nhận được báo cáo về các sự cố liên quan đến nhiệt độ của khoảng 450 người. Ở Chennai, bang Tamil Nadu lân cận, một chính trị gia địa phương đã tình nguyện phát trái cây tươi, dừa và đồ uống lạnh cho người qua đường để giúp mọi người giải nhiệt. Chúng tôi đang phân phát nước cho mọi người vì Tamil Nadu đang trải qua điều kiện nắng nóng khắc nghiệt trong mùa hè này. Tần suất những ngày nắng nóng được dự báo sẽ vượt ngưỡng trung bình trong những tháng tới, nhất là ở các khu vực miền Bắc và miền Trung Ấn Độ. Cơ quan Thời tiết Ấn Độ dự đoán sẽ có nhiều ngày nắng nóng hơn bình thường trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 6 năm nay, trước khi gió mùa tràn vào và nhiệt độ thường giảm. Theo Cục Khí tượng Ấn Độ, nhiệt độ các vùng nước này sẽ duy trì ở mức cao vào tháng 5, dẫn đến các đợt nắng nóng nghiêm trọng. Tình trạng nắng nóng kéo dài cũng có thể gây quá tải cho mạng lưới phân phối điện của Ấn Độ và dẫn đến tình trạng thiếu nước ở một số vùng. Người lao động bằng nghề đạp xe xích lô ở Bangladesh đang phải vật lộn để cân bằng giữa kiếm tiền và nghỉ ngơi giữa cái nóng như thiêu đốt trong hơn một tuần qua. Hàng ngày, ông Saheb Ali, 45 tuổi, một ông bố hai con đến từ thị trấn công nghiệp Sava, bắt xe buýt đi tới thủ đô Dhaka để mưu sinh bằng nghề đạp xích lô. Trung bình, ông thường kiếm được 700 taka đến 800 taka, tương đương hơn 6 đến 7 đô la Mỹ mỗi ngày. Nhưng do đợt nắng nóng hiện nay, ông Ali cần nghỉ ngơi nhiều hơn giữa các chuyến đi, khiến thu nhập hàng ngày bị giảm một nửa. Tôi chưa bao giờ trải qua cái nóng như vậy trong đời. Đúng, mùa hè thì phải nóng, nhưng sẽ có gió và mưa. Còn lần này thì nó không xảy ra. Người dân đang phải chịu đựng rất nhiều. Giống như ông Ali, hàng chục nghìn người đạp xích lô ở Dhaka khác đang phải mưu sinh giữa cái nắng gay gắt, trong khi hầu hết mọi người chọn ở trong nhà. Bất chấp cái nóng thiêu đốt, chúng tôi, những người kéo xe tội nghiệp, vẫn phải làm việc trên đường. Chúng tôi cũng cần nghỉ ngơi đầy đủ, nếu không mọi chuyện sẽ rất khó khăn. Với nhiệt độ dự kiến tăng trên 40 độ C, chính quyền Bangladesh đã khuyến khích người dân ở trong nhà và uống nhiều nước. Trong khi đó, lũ lụt lại đang hoành hành tại Kenya. Giới chức nước này cho biết ít nhất 23 người thiệt mạng và 16 người mất tích sau khi một chiếc thuyền chở người dân chạy lũ bị lật úp trên sông Tana ở miền Bắc nước này. Theo Hiệp hội Chữ thập đỏ Kenya, chiếc thuyền chở 43 người gặp nạn hôm 28 tháng 4 vừa qua. Đến nay mới chỉ có 4 thi thể được trục vớt. Lũ lụt nghiêm trọng đã khiến hàng trăm hộ gia đình ở Garissa buộc phải di rời và tìm nơi trú ẩn tạm thời tại các trường học, trong khi các nhân viên cứu trợ cũng đang chạy đua với thời gian để phân phát thực phẩm, nước uống và các nhu yếu phẩm cho người dân vùng thiên tai. Chúng tôi không thể đi lại, chúng tôi không thể đi tới Nairobi hoặc từ Nairobi về nhà của chúng tôi ở miền Bắc Kenya. Việc kinh doanh bị ảnh hưởng, mọi người đã đủ khổ lắm rồi, chưa kể mạng sống còn bị đe dọa. Còn tại thị trấn Mai Mahiu, một trận lở đất và lũ quét đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 48 người dân địa phương, trong khi 84 người khác vẫn mất tích. Chúng tôi nghe thấy tiếng động lớn, nước chảy mạnh, nhiều mảnh vụn, nhà bị cuốn trôi và đó là lúc chúng tôi mất bọn trẻ. Chúng tôi đến đây để tìm thông tin xem con ở đâu. Chúng tôi được thông báo là nó đã chết. Mưa liên tục ở Kenya đã gây ra lũ lụt khiến ít nhất 169 người thiệt mạng kể từ giữa tháng 3 và Cục Khí tượng nước này đã cảnh báo sẽ có nhiều mưa hơn trong những ngày tới. Ngày 30 tháng 4, một người tử vong và 4 người khác đã bị thương sau khi một người đàn ông cầm kiếm tấn công người dân và cảnh sát ở Haynau, phía đông thủ đô London, Anh. 4 người bị thương đang điều trị tại bệnh viện, bao gồm 2 sĩ quan cảnh sát và 2 người dân. Nghi phạm 36 tuổi đã bị bắt giữ. Theo các nhân chứng kể lại, kẻ tấn công được cho là đã đợi bên ngoài các tòa nhà và tấn công ngẫu nhiên vào người dân. Song cảnh sát cho biết hiện chưa có dấu hiệu nào cho thấy vụ tấn công có liên quan tới khủng bố. Thủ tướng Anh Rishi Sunak khẳng định những vụ tấn công bạo lực như vậy không được phép xảy ra trên đường phố của nước Anh. Thị trưởng London Sadiq Khan lấy làm bàng hoàng trước thông tin về vụ việc. Trong khi đó, Bộ trưởng Nội vụ Anh James Cleverly cho biết ông đang tiếp tục nhận thêm thông tin cập nhật về sự việc.
Ông kêu gọi người dân không suy đoán hoặc chia sẻ những hình ảnh về vụ tấn công, đồng thời yêu cầu mọi người cung cấp những thông tin liên quan cho cảnh sát. Còn tại Los Angeles, Mỹ, ít nhất 55 người bị thương, trong đó có 2 người bị thương nặng trong một vụ va chạm xảy ra vào ngày hôm qua 30 tháng 4 giữa tàu điện và xe buýt. Theo lực lượng cứu hỏa Los Angeles, đoàn tàu thuộc Los Angeles Metro chở 150 hành khách va chạm với xe buýt của Đại học Southern California tại khu vực công viên Exposition của thành phố vào trưa ngày 30 tháng 4. 18 người đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện, trong đó có 2 người bị thương nặng, nhưng rất may vẫn tỉnh táo và giao tiếp được. Hiện đang trong tình trạng ổn định, ít nhất 37 người khác bị thương nhẹ đã được chữa trị ngay tại hiện trường.